Vậy là thần vương Khương Thái Hư của Đông Hoang đã xuất hiện. Lão già này tính tình cũng rất là kiêu ngạo. Sau khi gặp được Diệp Phàm, ông liền hỏi Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới nào. Do Diệp Phàm chỉ mới có thực lực Bỉ Ngạn, không ngờ lão già lại mỉa mai rằng tu vi của Diệp Phàm quá yếu. Dù nói vậy, thế nhưng cuối cùng Khương Thái Hư lại trở thành người truyền thụ cho Diệp Phàm. Câu chuyện quay trở lại một thời gian trước đó, Diệp Phàm dẫn theo hai người bạn dại dột một lần nữa tiến vào Tử Sơn. Lần này họ có hai mục tiêu: tìm Nguyên Thiên Thư và thu thập một số thần nguyên. Dù sao tu vi của Diệp Phàm đã đạt tới bình cảnh, cần rất nhiều thần nguyên để đột phá. Sau một hồi tìm kiếm, ba người phát hiện ra một chiếc tàu lượn siêu tốc. Muốn tìm được thần nguyên thực sự, họ phải vào sâu bên trong Tử Sơn. Ba người lên trên tàu lượn chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu. Không ngờ vừa mới khởi hành, Diệp Phàm đã phát hiện ra có điều không ổn. Chỉ trong tích tắc, vô số con rơi bay tới tấn công tàu lượn. Tuy nhiên những con rơi này không phải rơi bình thường, mà chính là ma rơi được ghi chép trong cổ thư. Theo Diệp Phàm, nơi nào có ma rơi, nơi đó nhất định có đại hung. Diệp Phàm liền nhảy khỏi tàu lượn, ném ra trang sách vàng và điên cuồng chém giết. Hai người bạn dại dột không thể nào bay như Diệp Phàm, đành tiếp tục trải nghiệm cảm giác kích thích khi mà bị ma rơi truy đuổi. Không ngờ trong trận chiến, một con ma rơi khổng lồ đã xuất hiện. Nó có thể dễ dàng nhấc bổng tàu lượn lên. Sau một hồi chiến đấu, ba người lại đến động âm dương khủng khiếp. Dù sát khí đáng sợ, thế nhưng mà Diệp Phàm đã chuẩn bị kỹ càng. Họ đã sử dụng thanh kiếm đá để đối phó với sát khí. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Phàm, hai người bạn dùng thanh kiếm mở đường, nhiều lần hóa giải hiểm nguy và tiếp tục tiến sâu vào bên trong hang động. Cuối cùng ba người vượt qua sát khí, đến được sâu bên trong hang động. Tình cờ thì họ phát hiện ra một đống thần nguyên. Hai người bạn rất là vui mừng vì chưa từng thấy nhiều thần nguyên như vậy. Thế nhưng Diệp Phàm lại nhận thấy ngoài thần nguyên còn có nhiều chữ khắc vào bia mộ của các cao thủ, bao gồm cả Nguyên Tiên Sư của nhà họ Trương và Thánh Nữ Giao Trì. Tất nhiên còn có thần vương Khương Thái Hư của nhà họ Khương mà chúng ta đã nhắc tới. Diệp Phàm nhận ra có điều gì đó không ổn, vì nếu có nhiều cao thủ đến đây, sao nguyên thần lại không bị lấy đi? Vô số dây leo tím đã bắn ra cuốn chặt hai người bạn. Để cứu họ, Diệp Phàm lại ném ra trang sách vàng. Cuối cùng Diệp Phàm cũng bị dây leo tím kéo sâu vào bên trong lòng đất. Khi mà tỉnh lại, Diệp Phàm nghe thấy một giọng nói kỳ lạ, đó chính là thần vương Khương Thái Hư của nhà họ Khương. Dù lão già xem thường Diệp Phàm, thế nhưng cuối cùng vẫn truyền cho Thạch Phàm đấu chiến thánh pháp. Như vậy Khương Thái Hư đã trở thành người truyền thụ của Diệp Phàm. Lúc này Khương Thái Hư chưa thực sự ngã xuống, vẫn còn một chút thần thức và bị phong ấn bên trong vách đá, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Mặc dù không thấy được diện mạo thật sự của Khương Thái Hư, thế nhưng mà nửa khuôn mặt này cũng đã toát ra một khí thế mạnh mẽ. Thần vương Khương Thái Hư không muốn bí kỹ của mình thất truyền, dù Diệp Phàm còn quá yếu thế nhưng vẫn sẵn lòng truyền cho cậu một chiêu để cảm ngộ. Từ đoạn trailer có thể thấy rằng Khương Thái Hư chính thức truyền thụ đấu tự bí. Diệp Phàm thì ngồi thiền bên trong luân hải, cảm ngộ phương pháp tu luyện đấu tự bí. Diệp Phàm với tiềm năng tiềm bẩm đã rất nhanh học được đấu tự bí. Đấu tự bí chính là bí pháp tấn công mạnh mẽ giúp Diệp Phàm gia tăng sức mạnh đáng kể. Trước đó mục tiêu của Diệp Phàm từ đầu chính là xông vào Tử Sơn để tìm lại bí thuật Nguyên Thiên Thư của nhà họ Trương. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Diệp Phàm. Một khi học được Nguyên Thiên Thư, anh có thể tìm long điểm huyệt, dễ dàng tìm thấy nguyên mỏ để tu luyện. Từ đoạn trailer của tập 71, sau khi học được đấu tự bí từ thần vương Khương Thái Hư, Diệp Phàm đã tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong Tử Sơn. Trên đường gặp rất nhiều quái vật, Diệp Phàm đã phải sử dụng đấu tự bí để tiêu diệt chúng. Cuối cùng Diệp Phàm đã gặp phải một bộ xương khô, bên cạnh chỉ là một tảng đá lớn khắc chữ Trương. Đúng như dự đoán, dưới tảng đá đó chính là Nguyên Thiên Thư. Diệp Phàm cuối cùng cũng đã tìm thấy Nguyên Thiên Thư, không lâu nữa cậu sẽ trở thành một Nguyên Thiên Sư thực sự. Cũng có thể thấy sau khi lấy được Nguyên Thiên Thư, Diệp Phàm cố gắng tìm đường ra khỏi Tử Sơn thế nhưng gặp nhiều sinh vật thái cổ. Tuy nhiên anh lại may mắn tìm thấy bảo vật của Vô Thủy Đại Đế, tức là Vô Thủy Kinh đã một lần nữa lại được xuất hiện. Có một bia đá lớn khắc dòng chữ: Tiên lộ tận cùng ai làm đỉnh, nhất kiếm vô thủy đạo thành không. Đây chính là bút tích của cường giả Cổ Thiên Thư cách đây 7 vạn năm. Cổ Thiên Thư mạnh hơn cả thần vương Khương Thái Hư, và việc ông kính trọng Vô Thủy Đại Đế chứng tỏ sự mạnh mẽ của Vô Thủy Kinh. Có Vô Thủy Kinh, Diệp Phàm có thể vượt qua một gia tộc hoang cổ. Tuy nhiên cả Cổ Thiên Thư, Khương Thái Hư và Diệp Phàm đều chưa mở được Vô Thủy Kinh. Thế nhưng Diệp Phàm sẽ quyết tâm khám phá vào lần sau. Với nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.